đứa này lâu đến thế nhở? Rùa còn nhanh hơn chúng nó. Hẹn từ 8 giờ rồi, nó bây giờ 9 giờ vẫn chưa đi mặt đâu. Chắc chúng nó lại lười học rồi. Làm màu thế thôi. Chung quy lại, có mỗi hai đứa mình chăm học. Tao với mày học tốt nhất lớp, nhưng mà lại là đứa chăm chỉ nhất lớp. Ông trời đúng là không công bằng. Đáng lẽ tao với mày á phải đứng nhất lớp mới đúng. Thôi nói thì nói thế thôi. Chăm chỉ mà không thông minh thì cũng bằng không. Thôi, mấy bài này khó lắm, đợi con Quỳnh với con Vân tới chúng nó chỉ cho. Ừ, cũng đúng. Mình chăm chỉ học tập mà bọn kia nó không tới dạy, thế thì cũng công công. Lát chúng nó đến á, phải mắng cho chúng nó một trận. Hẹn hò gì mà chày bửa cao su. Tí nữa phải phạt chúng nó theo quy định, cho chúng nó chưa? Đúng, phải phạt thật nặng. Sao nhở? Mà con này mày xuống cho xem nào. Ờ, điện vẫn còn mà xe không chạy được thì hỏng rồi. Mày chẳng kiểm tra xe trước khi đi gì cả. Ôi con này mày hay nhở. Làm sao tao biết được xe nó hỏng? Xe chứ có phải người đâu mà nó báo trước người ta là Quỳnh ơi, tao sắp hỏng rồi. Nghe mày nói cũng có lý. Thế nhưng mà bây giờ phải làm thế nào? Thì đẩy chứ làm sao nữa. Bây giờ dắt bộ lên quán sửa xe. Khiếp, nắng thế này mà đẩy xe á? Rồi, ôi tao mệt mày quá. Thôi lên dắt đi tao đẩy cho. Mày thì dắt đi tao đẩy cho. Không được, mỗi đứa dắt một đoạn. Lên đi. Rõ khổ ạ. Đẩy mạnh lên. Không được rồi, không được rồi. Mệt lắm, phải nhờ người giúp ấy. Nhờ ai bây giờ được mày? Thì tao với mày cùng đẩy. Có ai đi qua đường thì nhờ người ta giúp. Anh ơi, anh giúp bọn em với ạ. Anh ơi, anh giúp bọn em với ạ. Xe bọn em bị... Thế sao? Tại mày xấu quá đấy Quỳnh ạ. Bao nhiêu trai đẹp cao to đi qua, không thèm giúp luôn ấy. Có mày xấu ấy, chúng nó nhìn thấy mày là chúng nó bỏ chạy rồi. Tại mày gọi người ta, với cả cái mặt mày xấu quá người ta không thèm giúp ấy. À, mày có giỏi thì mày gọi đi, xem có ai giúp mày không. Ok, để tao. Anh ơi! Anh gì ơi! Hôm nay có phải thứ 6 ngày 13 đâu mà đen thế nhở? Anh ơi! Anh! Chào hai bạn. Hai bạn chào anh. Đấy, mày thấy chưa? Tao gọi một phát là có anh đẹp trai giúp ngay. Anh ơi, có phải là... Đúng vậy. Hai bạn cho mình hỏi đường đến cái quán kem tươi mát mùa hè đi đường nào ấy nhỉ? Thế hóa ra là anh hỏi đường à? Đúng vậy. Thế bao nhiêu người anh không hỏi, anh hỏi hai đứa em làm gì? Vì hai bạn là học sinh, mà học sinh lại hay ăn vặt. Mùa hè này ăn vặt thì chỉ có ăn kem thôi, nên là tôi nghĩ là hai bạn biết. Thì anh cứ đi thẳng đường này này, đi thẳng rẽ phải, xong rồi đi thẳng rẽ trái, rồi rẽ phải tiếp về tới. Thế là cứ rẽ trái rẽ phải là tới đúng không bạn? Đúng rồi. Cảm ơn hai bạn nhé. Quỳnh ơi, quán kem tươi mát mùa hè nó ở đằng này mà. Tao biết. Thế sao mày lại chỉ người ta đi đường này? Thì cái tội không ga lăng, không giúp đỡ cái người xinh đẹp như tao nên tao ghét, tao cho đi lạc đường. Thôi tắt văn. Tại mày xấu nên người ta mới không giúp ấy. À, tao cho mày nói lại nhá. Mày mới là đứa xấu. Tao xinh đẹp nhất nhóm mình, lớp mình, trường mình, nhớ chưa? Mày đừng có mà ảo tưởng nhá. Tao mới là người xinh đẹp nhất trường. Tao xinh. Tao xinh. Mày xấu. Mày xấu. Mày xấu ấy. Tao xinh. Tao xinh. Tao xinh. Mày xấu. Sao 10 giờ rồi mà vẫn chưa thấy chúng nó đến nhỉ? An, dậy, dậy đi. Ủa ôi, giờ này mà chúng nó vẫn chưa đến, lừa mình à? À, chúng mày đây rồi. Chúng mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Hẹn 8 giờ mà 10 giờ mới thấy mặt. Quá cao su. Hùng, mày phạt chúng nó đi. Thời gian của tao với thời gian của mày là vàng là bạc. Phạt chúng nó thật nặng vào. Đúng, phải phạt thật nặng. Theo quy định của nhóm, đi học muộn 10 phút phạt 10.000. Chúng mày muộn 2 tiếng phạt 200, đưa tiền lại cho vào quỹ. Cái tầm này ấy, 200 hay 300 hay 500 gì nó không quan trọng, thích phạt bao nhiêu thì phạt. Ô, cái con này nó bị thừa tiền hay sao ấy nhở? Phạt thì phạt,
Nhưng mà bọn mày phải nói, tao và con Quỳnh ai xinh hơn? Thực sự thì tao đã nhìn chúng mày quá quen rồi, nên khá là khó khăn để đưa ra nhận xét. Khó thật đấy. Con thì mũi lõ, con thì mắt lé. Hai đứa đều xấu như nhau, chả đứa nào xinh. Mày! Ê, bình tĩnh. Tuy là tao với con An không phân biệt được đứa nào xinh hơn, nhưng bọn tao sẽ nghĩ cách giúp mày. Trước khi bọn tao nghĩ cách, bọn mày phải nộp phạt đã. Ôi. Nào, mang đây. Đây. Được rồi, tao tính thế này. Muốn biết được đứa nào xinh hơn đứa nào thì chúng ta phải trải nghiệm một thử thách. Thử thách gì? Con Vân, con Quỳnh, tí tao sẽ lấy hai cái xe đạp, rồi giả vờ xe bị hỏng. Chúng mày ra đứng bên đường, dùng mỹ nhân kế, nhờ người giúp đỡ. Đứa nào được giúp trước, đứa ấy xinh hơn. Hiểu chưa? Được. Với nhan sắc của tao ấy, thì tao thắng chắc rồi. Chả có gì phải bàn cãi. Mày đừng có mà mơ. Nhan sắc của mày ạ, chỉ ở tầm trung bình thôi. Nhan sắc của tao là đỉnh của chóp. Tao sẽ là người chiến thắng. Thôi. Chúng mày cãi nhau làm gì? Cứ đi thi rồi biết. Được. Thi. Bây giờ như thế này nha. Mỗi đứa một góc đứng đường, rõ chưa? Sao lại đứng đường? À thì đứng đường để nhờ người giúp. Con Vân mày hiểu chưa? Tao hiểu rồi. Được rồi. Hai thí sinh sắc đẹp của chúng ta đã hiểu. Vậy thì cuộc thi chính thức bắt đầu. Anh lại đây em nhờ tí ạ. Bây giờ xe em đang bị hỏng ạ, mà em không đẩy được. Anh giúp em đẩy xe lên quán sửa xe được không ạ? Mày có chân có tay, không tự đẩy lại đi nhờ vào. Mày lừa đảo đúng không? Không phải anh ạ. Tại con gái chúng em liêu yếu đào tơ, xe nặng quá em không dắt được ạ. Thế mà mày bảo liêu yếu đào tơ. Đi, tao cho mày lên công an. Tí tuổi đầu mà mày định lừa đảo à? Không ạ, em là học sinh. Xe của em đang bị hỏng chứ em không lừa anh đâu ạ. Anh tha cho em. Không có xin xỏ gì hết, đi cho tao. Không ạ. Đi. Em xin mà. Ôi, tôi chết rồi. Con Vân làm sao đấy kìa Hùng? Sao lại lôi kéo kéo thế kia nhỉ? Chắc là có chuyện gì rồi, để ta sang xem. Được không, em xin đi. Ôi ơi, có chuyện gì mà anh lôi kéo bạn em thế à? Con này là bạn mày à? Trông nó lén la lén lút, quỷ quái quái. Tao đang định cho lên công an. À, hay mày là đồng bọn với nó? À, không phải anh ơi, anh hiểu lầm rồi. Bọn em là học sinh. Mà thôi anh không giúp thì anh đi, kệ bà đấy. Sáng ra gặp ngay bọn dở hơi. Học không đi học, đứng đường làm gì không biết. Mày mỹ nhân kế cái kiểu gì mà người ta tưởng là cướp thế à? Mặt mày á, sinh ra chỉ hợp vai phản diện thôi. Mày cái gì? Tìm người giúp tiếp đi. Con lại ông đi qua, con lại bà đi lại. Ai làm ơn làm phước có thể dắt hộ con cái xe được không à? Con lại ông đi qua, con lại bà đi lại. Bà ơi. Em gì ơi? Em có cần giúp đỡ gì không nhỉ? Ôi, con người. Em cần giúp đỡ anh ạ. Anh hãy giúp em đi. Thế thì em gặp đúng người rồi. Em đứng đây là em không ngồi được đúng không? Thế là em bị trĩ đúng không? Sao lại bị trĩ à? Bên anh chuyên bán các loại thuốc trĩ, trĩ nội, trĩ ngoại, trĩ các loại, trĩ toàn thân. Em mua một lọ uống nhá. Uống một lọ thì đảm bảo là gần hết bệnh. Hai lọ thì gần hết bệnh. Mà ba lọ thì chắc chắn hết bệnh. Không anh ơi, em có bị trĩ chọt gì đâu à? Mà thôi em không mua đâu. Xe em bị hỏng, em đang cần người dắt giúp ạ. Thôi, mua đi mà. Có 3 hộp thôi, mua uống thử nhá. Đảm bảo uống xong sẽ có trĩ. Lại phải mua thêm 3 hộp để chữa. Ồ, con Quỳnh nó bị làm sao thế nhỉ? Đến là mày ra giúp nó đi. Nó bị làm sao ấy nhở? Thằng kia trông quen quen. À thôi đúng rồi. Thằng chuyên bán thuốc trĩ đều ở đầu đường. Thằng đấy rất mất dạy. Chuyên bán thuốc đều. Mày ra cho nó một trận đi. Được, để tao ra tay. Này, anh kia, làm gì đấy? Dụ dỗ buôn bán hàng kém chất lượng, thuốc giả đúng không? Tôi báo công an rồi đấy. Cái gì? Báo công an á? Đây tự đi. Trời ơi, hết cả hồn. Đang mi nhân kế, tự dưng gặp ngay ông bán thuốc trĩ. Tao thấy con đường khẳng định sắc đẹp của bọn mày còn gian nan lắm. Thôi, tiếp tục đi. Thôi,
chúng nó nữa đâu. Xấu như ma làm gì có anh nào giúp. Đúng thật. Đứng hết cả buổi chiều rồi mà không ai thèm giúp. Bọn này đúng là nhân sắc quỷ cái chứ nữ thần cái gì. Đúng đấy. Thôi bọn mình đi về học bài còn hơn. Sắp thi rồi. Thế còn chúng nó thì sao? Cứ kệ cho chúng nó đứng đấy. Bọn mày ơi, tao mệt quá, tao buồn ngủ nữa. Cho tao về được không? Tao cũng thế. Tao đói lắm rồi. Tao chuẩn bị ngất đến nơi rồi ấy. Đi về đi chúng mày. Không được. Chúng mày xinh đẹp lắm cơ mà. Tự tin lắm cơ mà. Con nào cũng nghĩ mình xinh, không ai chịu nhường ai. Kết quả thì sao? Chả ma nào thèm giúp. Đúng là ma chê quỷ hơn. Ơ cái gì mà ơ. Cấm về. Khi nào có người giúp thì về. Không thì đừng hòng đi. Đứng đây nhé. Hai chân thần xấu xí. Hùng đi về. Đứng từ sáng tới giờ không có ai chịu giúp hai đứa mình. Mày thử nghĩ xem, đứng cố từ giờ đến sáng mai, liệu có người giúp mình không? Tao nghĩ chắc là không đâu. Tao mệt lắm rồi. Mà ở đây nhiều muỗi đốt nữa. Tao thì khác cái gì. Mắt tao đông díp hết lại, không mở được đây này. Hay thôi mình về đi. Nhưng mà bọn mình đã phân thắng bại đâu. Tao biết là ai xinh hơn ai đâu. Tao nhường cho mày xinh hơn đấy. Thôi, mày xinh hơn, tao nhường cho mày đấy. Mày xinh hơn. 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 Tao khổ quá, tao bảo tao nhường cho mày xinh hơn được còn gì. Sáng thì đòi xinh hơn bằng được, xong bây giờ nhường thì không thèm là như nào. Sáng mày cũng gân cổ lên mày bảo mày xinh còn gì. Bây giờ tao nhường cho mày đấy. Là tao nhường cho mày. Không, là tao nhường cho mày. Hai con điên. Cứ cái tình trạng như thế này thì chúng nó bất phân thắng bại. Thế rốt cuộc là đứa nào xinh hơn đứa nào? Hai đứa xấu như nhau, đứng cả ngày trời trên đường mà không ai thèm giúp. Cũng phải. Thôi, đi về đi. Kệ chúng nó, cãi nhau đến bao giờ thì cãi. Đi. Thôi không cãi nhau nữa, tao mệt lắm rồi. Hay là thôi bọn mình đi về đi. Mai mà gặp hai đứa kia thì mình bảo là có hai anh đẹp trai giúp mình rồi, hai bọn mình xinh như nhau. Ờ? Đâu mày nảy số nhanh phết, thông minh. Được, chốt như thế đi. Đi, được. Đi về. Bọn mình xinh như nhau. Mình thì xinh như nhau. Mình cũng xinh. Mình cũng xinh. Bạn cũng xinh. Bạn cũng xinh. Mình cũng xinh. Mình như nhau.